Thu thân chào bạn trở lại với Thu Ni Podcast để nghe tiếp phần 2 về podcast nghĩa là gì. Sự hoạt động của Thu Ni Podcast như thế nào? Như các bạn đã thấy, cho đến ngày hôm nay, Thu Ni Podcast và Mkronai Podcast đã đạt được lên đến 700 lượt đăng ký kênh. Chắc chắn bạn đã nghe podcast một podcast là gì? Thì nội dung của Thu Ni Podcast đã có câu trả lời từ tập 1. Riêng, Mkronai Podcast nội dung nói về ẩm thực, công thức, sức khỏe và đời sống. Mình sẽ nói tiếp về lịch sử phát sinh podcast. Trước hết là sự phát minh. Podcasting trở nên khả thi về mặt kỹ thuật khi nhà phát triển phần mềm người Mỹ, Daver Weiner, phát triển thêm hệ thống RSS vào năm 2000. Trước đó, RSS đã cho phép người dùng Internet đăng ký và liên tục truy xuất các văn bản khác nhau từ các kênh phân phối khác nhau, chẳng hạn như báo mạng hoặc blog. Với phiên bản RSS 0.92 của Oi trình duyệt, có thể làm điều tương tự với các tệp âm thanh. Chức năng mới lần đầu tiên được chứng minh vào ngày 11 tháng 1 năm 2001 và được đặt tên là Audiboling. Vào năm 2003, công nghệ này đã được phát triển hơn nữa để các tệp âm thanh có thể dễ dàng được chuyển sang phần mềm âm thanh iTunes của Apple và từ đó tải xuống iPod. Thuật ngữ podcast được đưa ra bởi nhà báo người Anh Ben Hammersy trong một bài báo về khả năng bùng nổ đài phát thanh nghiệp dư đăng trên tờ The Guardian năm 2004 đã tạm coi hiện tượng này là một podcast. Tiếp đến là thời tiên phong. Từ năm 2004 cho đến khi podcast đột phá vào năm 2014, chủ yếu có hai loại nhà sản xuất những người quá khích làm việc, không vì mục tiêu lợi nhuận, và những phát thanh viên chuyên nghiệp, hoặc người nổi tiếng trong ngành giải trí, thường là diễn viên hài, đài phát thanh, và truyền hình, báo chí, hoặc các công ty khác, với lợi ích thương mại. Tại Hoa Kỳ, Đài truyền hình công cộng, NPR, Đài phát thanh công cộng quốc gia, đã đưa ra podcast đầu tiên vào năm 2005, và ở Anh, BBC đã có podcast đầu tiên, hai năm sau đó các tờ báo lớn nhất, cũng có mặt tương đối sớm, The Daily Telegraph và The Guardian, có phốt các đầu tiên, vào năm 2005, The New York Times, đã có vào năm 2011. Tuy nhiên, vào năm 2012, nỗ lực phốt đã được thu nhỏ lại, ở hầu hết các nơi. Lý do là nó không tạo ra đủ lợi nhuận, mặc dù số lượt tải xuống đã tăng lên. Các nhà quảng cáo đã mất hứng thú vì họ coi podcast là thứ gì đó chủ yếu chỉ nhắm đến đối tượng thích hợp đặc biệt, có năng lực về mặt kỹ thuật. Mình nói tiếp theo về bước đột phá. Vào tháng 6 năm 2012, Apple đã ra mắt ứng dụng podcast của riêng mình và điều này đã bắt đầu cái được gọi là cả thời kỳ hoàng kim và là làn sóng podcast thứ hai. Các chương trình phát thanh từ lâu đã được xuất bản ở định dạng podcast chẳng hạn như 99% Invisin do Roman Max tổ chức và This American Life do Ira Glass tổ chức đã nhanh chóng thu hút được lượng khán giả lớn hơn nhiều. Chắc chắn, có các quan trọng nhất cho bước đột phá lớn là nối tiếp khi được tạo bởi các nhà sản xuất tại các đài truyền hình công cộng như NPR và VWEZ Chicago. Trong vòng 2 năm, hai mùa đầu tiên của Serial đã được tải xuống hơn 240 triệu lần trên toàn thế giới. Nối tiếp phần đầu tiên là một podcast tội phạm điển hình, nơi chúng tôi nghe nhà sản xuất Sarah quen điều tra một vụ án giết người 15 tuổi, trong đó có một thanh niên 17 tuổi bị kết tội giết bạn gái cũ của mình. Sau bước đột phá, đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng podcast, không chỉ từ các đài truyền hình truyền thống mà còn từ các tờ báo, tổ chức tư vấn, các đảng phái chính trị, các nhân vật truyền thông nổi tiếng và các trường đại học. Với điều này trong nhiều trường hợp, đi kèm với sự chuyên nghiệp hóa. Còn podcast ở Na Uy thì như thế nào? Có một số ví dụ ban đầu về podcast được sản xuất ở Na Uy bởi cả những người đam mê và các diễn viên chuyên nghiệp hơn. Một ví dụ là chương trình truyền thông cu ré do NRK và P2 sản xuất, xuất bản podcast đầu tiên vào năm 2005. Tập phim chính xác là về podcast hiện tượng truyền thông mới. Đây được coi là podcast đầu tiên của NRK và IT. Avison cũng có podcast của riêng mình từ năm 2005 đến năm 2008, xử lý tin tức về trò chơi điện tử, công nghệ và dữ liệu. Bước đột phá quốc tế của podcast vào năm 2014 đã truyền cảm hứng cho sự gia tăng đáng kể về các podcast mới ở Na Uy, cả giữa các diễn viên độc lập, các nhà truyền thông đã thành lập và các công ty sản xuất. Sự ra mắt của podcast chưa được giải quyết vào năm 2015 về vụ án Ten do Rubicon sản xuất cho VG, được coi là khoảnh khắc nối tiếp của Na Uy. Sau đó, một số podcast tài liệu và tội phạm có thật khác đã được sản xuất. Ngoài ra, một số hãng truyền thông địa phương và quốc gia đã bắt đầu sản xuất các podcast tranh luận và thời sự hàng tuần. Thống kê trên báo chí khu vực và thủ đô cho thấy các tòa soạn báo Na Uy đã tăng tổng cộng từ hai series podcast mới được sản xuất vào năm 2014 lên 26 series podcast mới được sản xuất tại cùng một tòa soạn vào năm sau. Đồng thời, số lượng podcast do các diễn viên tư nhân, công ty, tổ chức, đảng phái chính trị và các tổ chức khác sản xuất cũng tăng lên. Các chương trình phát thanh của NRK vẫn được xuất bản dưới dạng các chương trình phát thanh thông thường trên đài tuyến tính, FM và DAB nhưng chúng cũng ngày càng được xuất bản dưới dạng podcast, có thể tải xuống thông qua iTunes và các nền tảng phân phối khác. Các công ty sản xuất đài phát thanh và truyền hình lâu đời đã bắt đầu sản xuất podcast và các công ty sản xuất mới đã xuất hiện. Phần ngành sử dụng. Theo Apple, vào năm 2018, hơn 550.000 podcast khác nhau đã được sản xuất bằng hàng trăm ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới. Nhưng ngay cả khi lượng nghe podcast đang tăng lên, thì podcast vẫn là một phương tiện tương đối nhỏ so với TV, radio và văn bản. Vào năm 2017, 7 trong số 10 người Na Uy báo cáo rằng họ đã nghe nói về podcast và 14% đã nghe podcast ít nhất một lần trong một tuần. Nhóm tuổi từ 15 đến 44 nghe nhiều nhất và các số liệu cũng cho thấy những người có trình độ học vấn cao, họ nghe podcast thường xuyên hơn. Viện Reuters đã lập bản đồ nghe podcast ở 22 quốc gia trong báo cáo tin tức kỹ thuật vào năm 2018, cho thấy podcast đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Khi được hỏi liệu họ có nghe podcast trong tháng qua hay không, hầu hết những người được hỏi đều trả lời có. Ở Hàn Quốc, 58%; Hồng Kông, 55%; và Tây Ban Nha, 40%. Những quốc gia ít nghe nhất trong cuộc khảo sát là Hà Lan. 18%, Anh, 18%, Bỉ, 20%, và Đức, 22%, là những quốc gia nơi đài phát thanh được phát sóng công khai và đặc biệt mạnh mẽ. Đối với Na Uy, con số này là 31%, thấp hơn một chút so với mức trung bình 34%. Sự gia tăng lượt nghe podcast trong nửa cuối những năm 2010 được nhiều người mô tả là một cuộc cách mạng podcast. Một phần của lời giải thích là sự chuyển đổi từ cái gọi là web 1.0, nơi truyền thông đại chúng, được đặc trưng bởi giao tiếp một chiều, sang web 2.0, nơi người ta chứng kiến sự gia tăng của các sản phẩm nhỏ hơn, cấu trúc mở, sản phẩm nghiệp dư, và truy cập mở. Ví dụ cụ thể, về các nhà sản xuất nội dung, trong hình thức giao tiếp này là các blogger và người dùng Thốt Podcast là một công nghệ giao tiếp tương ứng, điều này đặc biệt rõ ràng khi các chương trình tạo ra sự kết nối chặt chẽ hơn với người nghe, thông qua việc trình bày chân thực hơn về bản thân và kết nối mật thiết hơn với người nghe. Phẩm chất cái giá đáng kể Hội nghị thường niên của ngành Radida trao giải thưởng Pre-Radio hàng năm cho các chương trình phát thanh và nhà sản xuất đã nổi bật từ năm 2016, podcast cũng được công nhận và lồng ghép vào lễ trao giải này mình đã giải đáp những thắc mắc mà người nghe đang mong đợi câu trả lời về nghĩa postcard là gì, sự hoạt động như thế nào, và cấu trúc ra sao. Những postcard làm việc vì đam mê, hay lợi nhuận từ những mối quảng cáo cho những doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Mình tạm dừng lại nơi đây và hy vọng những đề tài mới sẽ được nói tiếp tục, nếu các bạn muốn mình nói về những đề tài mà các bạn đang cần được giải đáp. Thì mình sẽ không ngần ngại đưa lên podcast này, Thu Ni Podcast. Riêng. Kronai Podcast nói nhiều về ẩm thực, mời bạn đón nghe. Ngoài ra, và thực sự, Kronai Podcast không phải chỉ là một công thức về ẩm thực, mà đây còn là ý tưởng truyền cảm hứng về khẩu vị, hay là cả hai lý do chính đáng. Để biết thêm thông tin chi tiết và ý nghĩa của podcast, bạn vui lòng để lại thông tin ở nút đăng ký hay like bên dưới. Chào thân ái! Corona, Thu